Thưa quý vị, trái vải là đặc sản trứ danh của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hay là huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng tại chính mảnh đất của quê hương Nhãn Lồng, Hưng Yên, người dân cũng đang canh tác một giống vải có giá cao ngất ngưởng, từ 180 tới 250.000 đồng một kg, đó chính là vải trứng. Vâng, vải trứng thì được trồng chủ yếu là ở huyện Phù Cừ của tỉnh Hưng Yên và một diện tích nhỏ ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Và loại vải này thì có kích thước to đặc biệt và chất lượng thơm ngon, sản lượng thì lại rất nhỏ, vì thế mà không có nhiều để có thể bán ra ngoài thị trường. Mình cũng xin được chia sẻ thêm, đó là với sản lượng khoảng 200 tấn một năm, tức là chỉ chiếm hơn 0,06% tổng sản lượng vải của cả nước. Nhưng mỗi năm người trồng có thể thu được hàng tỷ đồng từ loại vải đặc sản này. Cùng chứng nhận OCOP 4 sao do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp, trái vải trứng đang ngày càng khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu. Kích thước to như quả trứng gà, vỏ khi chín màu đỏ tươi, cùi dày, độ đường cao và có mùi thơm nồng, trọng lượng chỉ từ 15 đến 17 quả 1 kg. Với hơn 1.000 cây vải trứng và sản lượng ước tính khoảng 5 tấn quả, năm nay, ông Vũ Hồng Ngân ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên dự kiến thu về 1 tỷ đồng. Giá bán 200.000 đồng 1 kg ổn định từ đầu vụ đến cuối vụ, nhưng ông Ngân vẫn không đủ vải trứng để cung cấp ra thị trường. Cái vải trứng thì nói chung là nó hơn ở các cái vải khác là quả nó to, thế mà mẫu mã thì rất đẹp. Đấy. Đấy, cùi thì lại là cùi của nó khô, đấy, mà dày cùi, đấy, mà ăn là lại thơm. Đấy. Và độ ngọt của nó thì lại không ngọt đượm như các vải khác mà lại ngọt theo cái kiểu thanh, nó rất dễ ăn. Thế nên người tiêu dùng là rất ưa chuộng cái giống vải này. Các tỉnh đều đặt hàng, là người thì mua 5 hộp, 2 hộp, rồi 10 hộp, 15 hộp, thì mỗi hộp là 1 triệu, là 5 cân. Quả vải được trồng nhiều ở địa phương ở Hưng Yên, nhưng riêng quả vải trứng thì chỉ có chủ yếu ở huyện Phù Cừ với diện tích khoảng 200 hecta, sản lượng hàng năm ước đạt hơn 200 tấn. Mặc dù có giá trị kinh tế cao, nhưng diện tích chưa được mở rộng do cây vải trứng được cho là khó tính hơn những cây vải khác. Thêm vào đó là sản lượng không cao như vải thông thường, nên người dân e ngại mở rộng. Đây cũng là một trong những lý do khiến nguồn cung không đủ cầu, giá cao gấp từ 4 đến 5 lần vải đặc sản thông thường. Thời kỳ trước đây ấy, thì cây vải này là cây vải khó tính. Có thể là ra quả là năm được năm mất. Cho nên là người dân không thiết tha trong, nó không đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy mà người dân không nhân ra diện rộng. Mấy năm gần đây, khoảng 10 năm gần đây, thì nhờ áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật, cho nên là năm nào cây vải trứng Hưng Yên cũng cho thu hoạch và đem lại một cái nguồn lợi, nguồn thu rất lớn cho bà con nông dân. Năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm vải trứng Hưng Yên. Với chất lượng đặc biệt, trái vải trứng Hưng Yên cũng đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Theo ngành công thương tỉnh Hưng Yên, phần lớn sản lượng vải trứng để phục vụ nhu cầu làm quà biếu và giới thiệu sản phẩm. Hiện nay thì với cái sản lượng vải trứng của Hưng Yên thì ước cái niên vụ năm 2023 thì khoảng 180 đến 200 tấn. Thì cái sản lượng cái vải đó tuy không nhiều nhưng mà với cái cơ chế thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để đảng bộ chính quyền chỉ đạo cho người dân ở cái vùng Phù Cừ là tiếp tục nhân rộng cái diện tích cái vải trứng và hướng tới đó là đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Vì hiện nay với khoảng 180 đến 200 tấn không thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh sản phẩm vải trứng, ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên còn phát triển rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản gắn với văn hóa địa phương như mật ong, tinh bột nghệ. Việc phát triển các nông sản đặc sản gắn với văn hóa địa phương đang được tỉnh Hưng Yên chú trọng để vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển du lịch để quảng bá đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Được mệnh danh là Sapa thu nhỏ của vùng Đông Bắc, huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và mỗi mùa thì lại mang một vẻ đẹp riêng. Nếu như yêu thích vẻ đẹp cổ kính, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây, quý vị có thể đến những bản làng của người Tây ở Bình Liêu để tìm hiểu và khám phá nét độc đáo trong lối kiến trúc của những ngôi nhà gạch đất. Vâng, từ một di sản văn hóa, nhà truyền thống của người Tây ở Bình Liêu, đến nay nơi đây đã trở thành các trạm dừng chân, điểm tham quan thu hút du khách.
Điều độc đáo của một ngôi nhà truyền thống người Tày tại Bình Liêu là được xây dựng từ đá hộc làm nền nhà, bùn ruộng để đóng gạch làm tường, đất đỏ làm ngói, sa mộc che già làm dui, mè, cổng, cửa, hàng rào. Vật liệu đơn giản nhưng lại có tuổi thọ lên đến 90 năm. Khi kết hợp lại đã tạo ra ngôi nhà với nhiều ưu điểm, mát vào mùa hè, ấm kín vào mùa đông. Vâng, và nhà xây gạch đất của người Tày ở huyện Bình Liêu được xem là một yếu tố văn hóa còn giữ được khá nguyên gốc những giá trị vốn có. Dưới mái nhà thì người Tày gìn giữ và lưu truyền những nét văn hóa của dân tộc. Mời quý vị cùng tìm hiểu kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà gạch đất qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Ở Bình Liêu, các bản làng của người Tày thường tập trung dưới chân núi, ở các thung lũng. Sống hòa mình với thiên nhiên nên kiến trúc nhà của đồng bào cũng rất đặc trưng, được làm hoàn toàn từ các vật liệu tự nhiên gồm cây, đất và đá. Đặc biệt gạch để xây nhà không phải là loại gạch thông thường mà làm từ bùn lấy ở ruộng, sau đó đóng thành viên. Để gắn kết các viên gạch, đồng bào Tày ở đây cũng dùng chính đất ruộng được nhào nhuyễn, chứ không dùng bất cứ loại nguyên vật liệu nào khác. Thời điểm lấy đất làm gạch xây nhà thường sau khi gặt xong lúa vào tháng 10. Người Tày chúng tôi có câu Tài ít ao tì mã, tài nhì ao tì lươn. Cái thứ nhất là làm mồ mã, thì cho nơi cái mồ mã ứng tốt. Còn tì lươn, nơi đất làm nhà phải có đất bằng phẳng, lưng tựa vào núi. Một tuần thì nó khô thì lật lên, khoảng 20 ngày nó khô hẳn thì mới đem xây được. Như cái nhà của tôi đấy cũng khoảng được trên 80 năm. Kiến trúc nhà của người Tày Bình Liêu thường gồm nhà chính, nhà bếp, nhà kho và sân phơi. Hầu hết ngôi nhà của người Tày đều có ngõ và cổng. Nét độc đáo ở những ngôi nhà của người Tày nơi đây không chỉ ở vật liệu mà còn ở cách xây nhà. Đó chính là phong tục giúp nhau dựng nhà. Mỗi ngôi nhà ở đây đều được xây nên bởi những sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đó cũng chính là việc làm thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng của đồng bào Tày. Tuy nhiên ngày nay, xã hội đã có nhiều thay đổi, nên những nếp nhà sàn truyền thống cũng dần được thay bằng những ngôi nhà cấp 4, nhà mái bằng kiên cố, nên nhà truyền thống ngày càng ít đi, chỉ còn rải rác ở một số xã, Vô Ngại, Lục Hồn, Hoành Mô. Tôi thấy rất là ấn tượng với kiến trúc và cái cách thức để có thể làm nên được cái ngôi nhà chắc chắn như thế này, bởi vì là chúng ta không cần đến những cái nguyên liệu như là xi măng hay là đá. Trong thôn bản ấy hiện tại là còn có 10 hộ là có cái nhà như vậy. Thì chúng tôi vận động các cái bà con đấy thì cũng giữ gìn những cái ngôi nhà truyền thống này. Hiện nay huyện Bình Liêu cũng đang xây dựng các đề án khôi phục, phát triển nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong đó có dân tộc Tày. Qua đó góp phần gìn giữ và bảo tồn không chỉ nếp nhà truyền thống mà cả các giá trị văn hóa gắn liền với đời sống của đồng bào Tày. Vâng, có thể nói mỗi ngôi nhà truyền thống của người Tày ở Bình Liêu là một di sản văn hóa vô giá cần được bảo tồn và gìn giữ. Bởi nó không chỉ tượng trưng cho đôi bàn tay khéo léo và bộ óc sáng tạo đỉnh cao của con người, mà ở đó còn là cả một kho tàng tri thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên, được đúc kết lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những ngôi nhà truyền thống cũng chính là biểu tượng của tinh thần cố kết cộng đồng ở vùng biên cương Tổ quốc. Vâng, và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước.